Bạn thân tiết lộ, vợ Hoàng Anh chửi chồng như hát. Chiều 18 tháng 12, Quỳnh Như lên tiếng xác nhận chuyện ly hôn với diễn viên Hoàng Anh, thừa nhận chia tay. Quỳnh Như khẳng định Hoàng Anh thiếu trách nhiệm, phủ phàng với tình nghĩa vợ chồng, đồng thời cô tố chồng cũ lợi dụng mình để sang nước ngoài sinh sống hợp pháp. Bị vợ cũ tố tài bạc, nam diễn viên lên tiếng phản pháo. Chia sẻ với phóng viên, Hoàng Anh cho biết anh ngộp thở với cách yêu của vợ. Không chỉ ghen tuông vô cớ, Quỳnh Như còn cấm cản nam diễn viên hoạt động nghệ thuật. Đồng thời nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ, phủ nhận sự xuất hiện của người thứ ba. Nam diễn viên cho rằng việc ly hôn giữa anh và bà xã cũng giống như giọt nước tràn ly, cũng không có chuyện anh lợi dụng vợ để có thẻ xanh căn cứ công dân Mỹ. Dù lên tiếng phân trần, song diễn viên Hoàng Anh vẫn nhận về nhiều chỉ trích. Chứng kiến cảnh Hoàng Anh bị ném đá, LN, một người bạn của nam diễn viên, mới đây quyết định quạch mặt Quỳnh Như và hé lộ nguyên nhân ly hôn của cặp đôi. LN khẳng định Quỳnh Như thực chất chỉ là Việt kiều ra muốn, chứ không phải đại gia như nhiều người lầm tưởng. Tuy nhiên, điều khiến cho Hoàng Anh đau đầu hơn cả chính là nếp ăn nếp ở của Quỳnh Như. Để chứng minh, LN tường thuật những lần gặp gỡ đi chơi cùng Quỳnh Như và Hoàng Anh. Theo chia sẻ, dù mang mác đại gia, nhưng khi đưa Quỳnh Như ra Hà Nội du lịch, bà xã nam diễn viên chỉ mua đồ rẻ tiền, kỳ kèo từng đồng bạc. Song điều khiến cho LN bức xúc hơn cả chính là việc LN đã giúp bà xã Hoàng Anh xin toàn bộ chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, vậy mà Quỳnh Như đã không biết ơn, lại còn ăn cháo đá bát. Người này cho biết Quỳnh Như hứa hẹn tặng đồ để cảm ơn cô, nhưng cũng chỉ hứa suông. Cũng trong bài viết, người này tố Quỳnh Như thường xuyên chửi chồng thậm tệ. Dù cãi nhau vì lý do vụn vặt, nhưng bà xã Hoàng Anh sẵn sàng đánh, cào cấu và đuổi chồng ra khỏi nhà. Mỗi lần chiến tranh, Quỳnh Như lại khẳng định không muốn sống với chồng, muốn ly hôn, nói xấu chồng, đủ điều. LN cũng bác bỏ việc Hoàng Anh lợi dụng Quỳnh Như để có thẻ xanh. Theo lời cô, nếu chỉ vì cái thẻ, nam diễn viên hoàn toàn có khả năng chọn được những cô gái Việt kiều trẻ, xinh đẹp, chứ không phải Quỳnh Như. Anh bỏ hết sự nghiệp qua đó, chỉ làm bán hàng online, nhưng cũng buồn và nhớ nghề lắm chứ. Thế nhưng chị không thấu hiểu điều đó. Rồi tới khi giọt nước tràn ly là do lâu ngày tích tụ, chứ không phải do anh ấy bội bạc. Em là người ngoài, em còn không chấp nhận nổi cách sống của chị. Với cái người từng giúp chị mà chị còn tráo trở thế, thì nói gì với chồng? LN bức xúc. Đối diện với lời tố cáo từ bạn thân Hoàng Anh, Quỳnh Như cũng rất nhanh đáp trả. Bà mẹ một con cho rằng vì sao cũng là thân phận phụ nữ, LN không thông cảm cho cô mà lại tiếp tay nghe lời xúi dục để chà đạp cô. Dẫu vậy, Quỳnh Như không trách LN, bởi trong việc này Hoàng Anh là người nhờ LN viết bài, cộng thêm ác cảm với cô từ đầu nên LN mới trở nên khiếm nhã. Trong bài đăng của mình, Quỳnh Như cũng khẳng định chưa bao giờ dám nghĩ xấu cho chồng. Ngược lại với những tin nhắn riêng tư giữa hai vợ chồng, nếu Hoàng Anh không cho bạn biết thì chắc chắn LN không thể có để đăng lên Facebook hạ nhục cô như thế. Anh không nghĩ cho em cũng nên nghĩ cho con, sau này nu lớn lên con sẽ nghĩ sao khi ba nó từng xuống người dưng để tốt mẹ nó, chà đạp mẹ nó, sỉ nhục mẹ nó. Là đàn ông chân chính, đàng hoàng, các ai làm vậy với người từng chung chăn gói không anh? Em rất phục sự cao tay của anh khi không để bản thân lắm dơ, khi quyết không đăng tải gì trên trang cá nhân, nhưng lại mượn tay bạn anh để chà đạp em. Vì em biết anh vẫn muốn giữ hình ảnh một diễn viên, một người của công chúng để tiếp tục theo nghiệp diễn. Em biết sự nổi tiếng là giấc mơ cả đời của anh, nên dù có đánh đổi em và con, bất chấp giẫm nát lòng tự tôn của em, thì anh vẫn quyết làm cho bằng được. Em xin chịu thua anh vô điều kiện, vì em đã thấy lòng dạ của đàn ông khi yêu thương lắm, lời đường mực khi đạt mục đích thì rũ bỏ, vùi nát và dìu người phụ nữ từng là của mình xuống bùn nhơ và đạp lên để đi tiếp chặng đường mới. Các bạn ơi, mình xin chịu thua anh Hoàng Anh ạ. Anh muốn làm gì, nói gì hay nhờ ai chà đạp mình cũng xin nhận. Đó là nghiệp kiếp trước của mình, nên kiếp này mình trả để vui sống bên con gái. Chỉ một điều duy nhất, em xin anh nghĩ đến con và là một người cha chân chính để con hạnh diện anh nhé. Trước đó Quỳnh Như đã khóc lóc nếu ghé chồng trong vô vọng. Theo Quỳnh Như, gia đình trục trặc kể từ sau sinh nhật bé Nu hôm ngày 13 tháng 10, nguyên nhân xuất phát từ việc Hoàng Anh hợp tác cùng bạn diễn nữ trong một show truyền hình ở Mỹ và chị Như không hài lòng về điều đó. Chị Như từng chia sẻ với chồng rằng cảm thấy bất an và bị tác động từ bên ngoài nên muốn anh ngừng dự án đó, nhưng anh không đồng ý. Trong lúc khó kiểm soát cảm xúc, chị đã nhắn tin cho người kia để mong cô ấy giữ khoảng cách với chồng mình. Vợ diễn viên Hoàng Anh cho biết trước khi xảy ra mâu thuẫn, chị có mối quan hệ bình thường với người thứ ba. Tôi từng cảm ơn cô ấy đã mang cơ hội làm việc cho anh Hoàng Anh
và cô ấy cũng bày tỏ thiện chí khi đưa gia đình qua nhà tôi chơi để xây dựng tình cảm. Chị nói, tuy nhiên gần đây nhiều vấn đề phát sinh khiến cho chị có linh cảm xấu và hành động theo bản năng của một người vợ với mong muốn giữ gìn tổ ấm. Đỉnh điểm, vợ chồng chị xảy ra tranh cãi và diễn viên Hoàng Anh cắt đứt liên lạc với vợ, rời khỏi nhà. Trong thời gian Hoàng Anh ở ngoài, chị Như nhắn tin cho chồng mỗi ngày để nhận lỗi và mong anh tha thứ. Tôi quay các đoạn video tâm sự với chồng rồi gửi hình con gái. Thuyết phục anh về nhà để hai đứa ngồi đó nói chuyện. Nhưng anh không hồi âm, chỉ xem và im lặng. Tôi cũng từng chở con gái tới trước cửa ngôi nhà anh sống và gọi anh nhưng anh không ra gặp. Chị bảo, những ngày đó chị Như đau khổ vì sợ mất chồng nên ra sức phát tín hiệu, mong anh quay lại. Chị cũng từng chia sẻ, rất hối hận vì đã ghen quá mức và sẵn lòng thay đổi để hòa hợp với chồng. Khoảng thời gian ấy, Hoàng Anh duy trì công việc bán hàng online và ghi hình tattoo. Anh tăng cân, thay đổi màu tóc, cách ăn mặc và điều đặn chia sẻ hình ảnh đi chơi. Điều này làm chị Quỳnh Như cảm thấy khó hiểu vì không thể đoán biết được suy nghĩ hay cách dự định của chồng. Chị mong khi anh ổn định được tâm lý sẽ về nhà, vì trước khi đi anh nói với bố vợ Quỳnh Như vẫn là vợ con đi rồi con sẽ về. Chị Như tâm sự đã trải qua những ngày cô đơn và tuyệt vọng khi chồng lạnh nhạt. Ban ngày chị gửi con cho bố đẻ trông để đi làm, còn tối về lo cho con và đêm thì nằm khóc. Chị cảm thấy đau khổ mỗi lúc con gái nó nhớ bố và gạt bỏ sự diện để năn nỉ Hoàng Anh về nhà. Nhưng không thành, tôi chỉ có thể vào Facebook của anh ấy để theo dõi tình hình, nhưng sau đó chủ động hủy kết nối vì càng xem càng buồn. Chị bảo giai đoạn này, chị Như tìm nguồn động viên từ gia đình và mẹ chồng đang sống ở Việt Nam. Theo chị, mẹ của Hoàng Anh cũng khuyên con trai về nói chuyện thẳng thắn với vợ và anh cũng đồng ý nhưng không thực hiện. Chị Quỳnh Như nhận đơn ly hôn khi đang làm việc, lúc đó toàn bộ hy vọng níu kéo cuộc hôn nhân của chị hoàn toàn sụp đổ. Trong đơn, diễn viên Hoàng Anh muốn hai người thuận tình đi tới quyết định chung và mong được giữ khoảng cách với vợ cũ. To xót xa với đề nghị cách ly vợ của anh Hoàng Anh, những tin nhắn, cuộc gọi hay mọi điều tôi làm chỉ mong níu anh lại với gia đình, nhưng anh cho đó là đe dọa, quấy rối và yêu cầu tránh xa tôi, chị nói. Cùng ngày, chị Như đăng tải đơn ly hôn lên trang cá nhân và cho biết đã chịu nhiều tổn thương trong 3 năm qua. Kể từ lúc công khai quen Hoàng Anh, chị bị gièm pha, trèo cao vì ngoại hình không ưa nhìn và những lời đàm tiếu rằng Hoàng Anh lấy chị để qua Mỹ. Về nguyên nhân Hoàng Anh đơn phương xin ly hôn, chị dự đoán chồng cũ chưa thể hòa nhập vào cuộc sống mới ở Mỹ, đặc biệt trong mùa Covid-19 nên stress. Chị cho rằng mỗi cặp vợ chồng đều trải qua giai đoạn thử thách mới, có thể gắn bó nên chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng chị cũng là bình thường. Hiện tại chị Quỳnh Như xác định buông tay cuộc sống hôn nhân. Chị chỉ mong bình yên vì những ngày qua dư luận đa chiều trên mạng khiến cho chị vô cùng mệt mỏi. Về phía Hoàng Anh, nam diễn viên luôn giữ im lặng, cho đến gần đây mới chia sẻ. Cô ấy rất yêu tôi đồng ý, nhưng cách yêu của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Kể từ khi bước chân sang đây sống cùng nhau, cô ấy lúc nào cũng giữ tôi khư, thậm chí lén xem điện thoại của tôi. Còn mỗi lần tôi ra đường thì thường xuyên gọi kiểm tra. Lần gần đây nhất, cô ấy nghe người ngoài nói rồi ghen tôi với bạn diễn của tôi. Cô ấy hăm dọa sẽ đến sân khấu nơi tôi diễn quậy phá, thậm chí gọi cho bầu xô kêu tôi đừng diễn nữa. Tiền thù lao của tôi bao nhiêu, cô ấy sẽ trả đủ. Và cô ấy gần như ngăn cấm, không muốn tôi quay lại với nghề. Điều này hoàn toàn trái ngược với những ngày đầu yêu nhau. Khi đó cô ấy trân trọng tôi qua từng vai diễn. Ngoài ra Hoàng Anh còn lên tiếng xin lỗi bạn diễn vì cô ấy vô tình bị kéo vào chuyện rắc rối này. Người kia cũng chấp nhận lời xin lỗi và công khai điều đó trên trang cá nhân để minh oan cho bản thân